Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là một cái đầu TV box đang được sử dụng khá phổ biến tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xin giới thiệu với các bạn đây là dòng HiMedia Q10 Pro. Đây là một trong những dạng TV box hoặc chúng ta còn gọi là đầu phát HD, 3D mà được người sử dụng khá ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chúng ta cùng khui thùng và khám phá cấu hình cũng như những cái tính năng cao cấp của dòng sản phẩm này. Theo cái đầu phát của chúng ta thì bao giờ cũng có bộ phụ kiện đi kèm khá đầy đủ, đó là bao gồm một dây HDMI khoảng 1,5 m, một cái remote điều khiển, cái adapter kèm theo một căn anten rời, khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta gắn vào, và theo đó là có thêm một cái sách hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết trong này, cách sử dụng cũng như bảo quản cái đầu phát này. Với HiMedia Q10 thì được sản xuất và tích hợp vào các cái công nghệ giúp chúng ta có thể xem phim HD và 3D khá chuẩn và hoàn hảo. Thì CPU là bộ vi xử lý chính của dòng đầu phát này, sở hữu một cái CPU quad core với 64 bit của hãng Cortex, với cái khả năng xử lý những video định dạng Full HD và 4K mượt mà. Các đồ họa được tích hợp trên dòng HiMedia Q10 Pro này là có hỗ trợ tính năng xuất phim Full 3D, tức là chúng ta có thể sử dụng cái đầu này chúng ta xem phim 3D định dạng Blu-ray, side by side, top button hoặc là phim 3D giả lập. Với bộ nhớ RAM cũng được tích hợp lên đến 2GB giúp xử lý những ứng dụng phim định dạng Full HD mượt mà hơn. Bộ nhớ được nâng cấp lên đến 16GB so với cái pin phiên bản trước là 8GB, cho phép chúng ta có thể cài thêm những ứng dụng Android. Với HiMedia Q10 Pro thì hiện tại nhà sản xuất tích hợp một cái hệ điều hành Android hiện tại là đang bản 5.1, và chúng ta cũng có thể dễ dàng nâng cấp thêm lên những cái bản mới sau này để fix những cái lỗi hoặc là cập nhật những cái tính năng mới của hệ điều hành này. Một cái điểm nổi bật như tôi vừa nói là do tích hợp hệ điều hành Android cho nên là chúng ta có thể dễ dàng cài đặt thêm những ứng dụng, hoặc là đặc biệt chúng ta cũng có thể cài thêm những cái game để chúng ta giải trí trên dòng đầu phát này. HiMedia Q10 Pro được tích hợp với cái khay đựng ổ cứng 3.5 phía bên trong. Các bạn lưu ý là việc mà chúng ta sử dụng ổ cứng gắn trong này giúp chúng ta xem phim nó có tính ổn định hơn, và nó ít bị xảy ra cái tình trạng là disconnect, tức là mất kết nối với thiết bị khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị chúng ta gắn qua cổng USB hoặc là qua cổng eSATA gắn ngoài. Đây là một điểm khá tiện lợi. Với khe gắn này chúng ta có thể gắn được hai loại ổ cứng, đó là ổ 2.5 và 3.5, đều thông qua một cái khe này hết. Các cái cổng kết nối thì về cơ bản thì cũng như các cái phiên bản trước thì HiMedia Q10 Pro được tích hợp gần như đầy đủ các cái cổng kết nối. Đi từ phía bên trái qua thì chúng ta có thể thấy một cái vị trí chúng ta gắn anten để chúng ta bắt được cái sóng wifi, và cái cổng USB 3.0 này cho phép chúng ta có thể sao chép và đọc dữ liệu để giao tiếp với máy tính, để chúng ta có thể copy phim từ máy tính vào trong cái đầu phát hoặc ngược lại. Cổng optical này cho phép chúng ta có thể xuất ra một cái nguồn âm thanh 5 chấm hoặc 7 chấm tùy theo cái nguồn phát, cái receiver của chúng ta mà chúng ta có thể sử dụng được cái hệ giải mã nào. Các cái cổng là video và cổng lấy âm thanh vào left right cũng được tích hợp đầy đủ. Ngoài ra với HiMedia Q10 thì được tích hợp thêm một cái cổng LAN. Cổng LAN này cho phép chúng ta có thể kết nối trực tiếp với mạng LAN để chúng ta lấy nguồn phim từ trên internet về, chúng ta trình chiếu mà không cần đến USB hoặc ổ cứng. Cổng HDMI là cái cổng chính trên dòng đầu phát HiMedia Q10 này. Thì các bạn cũng có thể thấy ở đây có một cái nút upgrade. Với nút upgrade này chúng ta có thể cập nhật những cái firmware hoặc là những cái phần mềm mới thông qua cái USB. Khi chúng ta gắn USB vào cái cổng USB 2.0 hoặc 3.0 này thì chúng ta ấn, chúng ta giữ nút upgrade này thì đầu phát sẽ tự động dò tìm đến cái phiên bản cập nhật và tự động cập nhật lên cho chúng ta. HiMedia Q10 Pro là cái đầu phát sử dụng cái nguồn adapter 12V.
Và xin phép được nhấn mạnh rằng đây là cái dòng đầu phát hệ sử dụng hệ điều hành Android, do đó chúng ta rất là dễ dàng thao tác và sử dụng với cái giao diện có support tiếng Việt, dễ dàng sử dụng nâng cấp cũng như chúng ta có thể cài đặt thêm những ứng dụng ưa thích của chúng ta. Đặc biệt có ứng dụng YouTube giúp chúng ta có thể xem được những nguồn phim, những bộ phim miễn phí mà không cần phải xem, hoặc là chúng ta có thể không cần phải mua những cái tài khoản chiếu phim ở bất cứ cái trang web nào khác. Thông qua những ứng dụng xem phim được tích hợp và chạy khá mượt. Hiện tại đầu phát này được cung cấp và bảo hành bởi công ty VNPC. Các bạn có thể tham khảo trên trang web của chúng tôi vnpc.com.vn để tham khảo cấu hình chi tiết kèm theo giá bán mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.